Xin chào cả nhà, chào các cô chú anh chị các bạn đang xem kênh của Diễm. Bữa nay thì ba bé ăn đi làm rồi, ở nhà chỉ còn có hai mẹ con của Diễm thôi. Sáng giờ hai mẹ con vật lộn với nhau, tới giờ này bé An nó mới ngủ, nên là Diễm tranh thủ làm công chuyện đó cô chú anh chị. Lúc Diễm chuẩn bị sanh thì ba bé An cũng nghỉ làm được khoảng gần 2 tuần để phụ Diễm lúc trong bệnh viện á. Với lại phụ Diễm được mấy ngày lúc mà xuất viện về nhà. Xong rồi bây giờ là ba bé An đi làm lại rồi, chứ không có nghỉ hoài được. Mùa này ở bên Diễm thì thời tiết vẫn còn rất là lạnh luôn cô chú anh chị, cho nên là những cái hệ thống sưởi người ta sử dụng rất là nhiều, nên là ba bé An vẫn phải đi làm. Ở bên này Diễm sinh bé xong thì cũng không có ai phụ hết, không có nội ngoại gì phụ giống như bên Việt Nam của mình. Chỉ có hai vợ chồng tự chăm lo cho nhau thôi cô chú anh chị à. Ở bên này Diễm sinh xong thì Diễm cũng không có biết ở cử là ra làm sao hết á. Về là làm công chuyện bình thường luôn á. Diễm sinh xong tới ngày thứ ba thì bệnh viện cho xuất viện về. Thì ngày hôm đó về là tự nấu ăn luôn đó cô chú anh chị. Bên này thì đâu có ai nấu cho ăn đâu. Tại vì không có ai biết nấu món Việt Nam á. Chỉ toàn nấu món Ý thôi, mà nấu món Ý thì Diễm ăn không có nổi cô chú anh chị ạ. Sau đó thì bé An lại nhập viện trở lại ở bệnh viện cũng gần tuần lễ. Thì hai mẹ con mới được xuất viện về. Từ đó là làm công chuyện là bình thường luôn, chứ không có ở cử ngày nào hết á. Ở bên này mà ăn uống sao sanh đó cũng rất là thiếu thốn luôn cô chú anh chị. Không có ăn được nhiều món đầy đủ như ở bên Việt Nam mình đâu. Đồ ăn thức uống thì khá là thiếu. Nên ăn sáng thì Diễm cũng chỉ ăn sáng theo kiểu Ý thôi. Ăn bánh mì, bánh quy, rồi uống sữa. Còn lại bữa trưa, bữa tối thì thường là Diễm sẽ nấu cơm ăn với thịt kho. Rồi nấu canh hoặc là luộc rau ăn. Không có nhiều loại rau phong phú như ở bên Việt Nam mình đâu. Ở bên này mà muốn cho có sữa cho bé uống thì thường là chỉ có uống nước nhiều thôi, chứ không có các loại thực phẩm mà để kích sữa. Thường là mỗi ngày Diễm uống trên 3 lít nước đó cô chú anh chị. Trước đây Diễm uống nước rất là ít luôn, mà từ khi sanh bé xong thì Diễm chuyển qua uống nước rất là nhiều. Nhớ hồi lúc ở trong bệnh viện là có ngày Diễm uống 6 lít nước luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời, một ngày uống 6 lít nước. Có lần Diễm nghe bạn có chồng ở bên Trung Quốc á, bạn than là sau khi sanh xong gia đình chồng nấu đồ ăn bắt ép ăn quá trời luôn, nên là bạn cũng muốn bị trầm cảm. Còn Diễm ở bên này á, ước ao có người nấu cho ăn, ăn cho mình được nghỉ ngơi đồ. Nhưng mà đâu có ai phụ đâu cô chú anh chị. Giờ về là làm công chuyện đủ thứ hết trơn, rồi lại chăm bé nữa, thức khuya, cho nên là cũng rất là mệt. Thời gian này thì Diễm rất là ít quay clip, tại vì mình vừa chăm bé rồi tranh thủ làm việc nhà nữa, nó không có thời gian, với lại nó rất là mệt mỏi luôn. Tranh thủ thời gian của bé ngủ thì mình làm công chuyện, có khi thì lại ngủ được chút đỉnh. Ban đêm thì mình thức, nên là ban ngày rất là mệt luôn. Ba bé An thì đi làm chứ không có được nghỉ cô chú anh chị. Bây giờ ở bên Diễm thì thời tiết nó vẫn còn rất là lạnh, cho nên là nhiều khi những cái hệ thống sưởi của khách ấy, người ta bị hư, người ta kêu đi sửa rất là nhiều. Cũng may bây giờ thì anh đi làm một buổi, còn buổi chiều thì anh ở nhà anh phụ cho Diễm. Thường thì ban đêm thì Diễm tự chăm bé một mình, để cho ba bé An được ngủ, hôm sau có sức khỏe mà đi làm. Diễm hay bị mẹ Diễm với lại mấy dì ở bên Việt Nam la, nói là thôi mới sanh xong còn non ngày tháng, đừng có làm công chuyện gì hết á, để nghỉ ngơi cho có sức khỏe, không thôi sau này về già ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình rất là nhiều. Nhưng mà tại vì bên này không có ai phụ mình làm hết đó cô chú anh chị, mình không làm thì đâu có ai làm đâu, cho nên là cố gắng mà đi làm thôi. Từ khi mà sanh xong rồi cũng chẳng có biết là ngày ở cử như thế nào hết.
Bữa nay Diễm làm món gà nướng cho ba của bé An ăn. Tội nghiệp, ảnh hổm ngày ảnh cứ ăn theo Diễm, ăn toàn là cơm với thịt kho không à. Mà người Ý người ta đâu có quen ăn như bên Việt Nam mình đâu. Nên là thấy rất là tội nghiệp. Hôm nay thì Diễm làm gà nướng cho ảnh ăn. Còn Diễm thì Diễm vẫn ăn cơm với thịt kho cô chú anh chị. Gà thì Diễm cử, Diễm không dám ăn. Diễm thì chỉ toàn là ăn cơm với lại thịt kho thôi. Thì thịt heo thì Diễm có luộc sơ trước rồi để cho nó ra những cái chất dơ đó. Bữa nay Diễm không có nấu canh thì Diễm sẽ luộc rau ăn cô chú anh chị ạ. Này hôm nay thì Diễm luộc bắp cải với lại bông cải. Thường thì ba bé An không có ăn được cay á, nên là nếu mà Diễm ăn một mình thì Diễm sẽ bỏ tiêu bỏ ớt, còn mà ăn chung với ba bé An thì Diễm sẽ không có bỏ. Bữa cơm sau khi xanh của Diễm là như thế này cô chú anh chị ạ. À, có thịt kho nè, rau luộc với lại trái cây. Ở bên này thì đồ ăn không có được phong phú nhiều như ở bên Việt Nam của mình đâu, nên là có gì thì ăn cái đó thôi. Nay Diễm làm gà nướng muối ớt cho ba bé An. Gà này thì Diễm cũng bỏ ít ớt thôi, tại vì ba bé An không có ăn cay được. Này Diễm luộc khoai tây cho anh ăn chung với lại gà. Hôm bữa thì Diễm có làm khoai tây nghiền á, nhưng mà làm khoai tây nghiền nó mất thời gian quá, nên Diễm chỉ làm khoai tây luộc thôi. Hôm ngày thì ba bé An ăn theo Diễm, chỉ toàn là ăn cơm với thịt kho thôi. Mà người Ý thì người ta đâu có ăn quen vậy đâu. Thấy anh ăn cũng rất là cực. Mà anh nói thôi Diễm đừng có làm nhiều món. Làm nhiều vừa nó cực khổ thêm. Nên là anh nói ăn theo Diễm. Còn có khi nào anh ngán thì anh ăn cơm với lại cá ngừ đóng hộp. Và Diễm thấy như vậy rất là tội. Cho nên là hôm nay Diễm làm món riêng cho anh ăn. Bữa nay thì Diễm chỉ làm khoai tây luộc cho anh ăn kèm với gà thôi. Không có làm bài vẽ, không có thời gian đó cô chú anh chị. Tranh thủ bé An nó ngủ thì mình làm được chút đỉnh thôi à. Sì. E poi come al ristorante? Sì, come al ristorante. Sì, io. Buon appetito. Grazie. Grazie. You don't have to order so much. Buon appetito. Grazie.